Ok, chào toàn thể anh em trở lại với kênh của Sơn Loa Audio. Hiện tại thì có hai con lọc điện. Con thứ nhất cấu tạo 12 lỗ cắm vỏ bằng mica, được cấu tạo đồng hồ đo tất cả các chỉ số về điện. Chỉ cần anh em cắm thiết bị điện lên đây, nó báo thiết bị điện đó chiếm bao nhiêu watt, đầy đủ luôn thông số. Con này là 12 lỗ cắm theo tiêu chuẩn Mỹ và Nhật và châu Á, châu Âu đều cắm được hết. Đấy, điện vào đây. Thì em sẽ test cái con 12 lỗ này trước. Lọc Mỹ. Lọc bên trong là lọc Mỹ. Cục lọc nó dính liền vào đây, ngay góc này luôn. Dính liền vào cái ổ cắm này. Tóm lại đây là một cục vừa lọc điện vừa là ổ cắm 12 lỗ. Cho nên dành cho những anh em nào thích nhiều lỗ cắm, thích đo các chỉ số về điện thì anh em dùng con 12 lỗ này. Em sẽ test khả năng lọc của con 12 lỗ này cho anh em xem. Đầu tiên em sẽ rút điện ra. Anh em xem nhá. Đây ạ, à, đây là điện lưới cho vào. Điện lưới cho vào. Ok. Đây ạ. Cắm điện lưới cho vào máy này. Máy đo chỉ số này. Điện này. Dòng này. Oát tiêu thụ này, power đầy đủ hết. Bây giờ với một cái máy đo lọc nhiễu về điện, ta để ở máy ở mức cố định anh em nha. Ta để máy ở mức cố định, sau đó ta cắm cắm vào. Thì sau khi điện lưới vào cục lọc này lọc ra thì máy đo độ xung nhiễu giảm xuống và máy khá êm, gần như không có tiếng ồn. Bây giờ ta rút máy ra, cũng giữ nguyên máy ở trạng thái đó. Ta rút lọc ra. Ta giữ nguyên máy nhá, ta cắm máy vào điện lưới. Đấy. Đây là trạng thái nguyên vị trí máy ở điện lưới. Máy ở điện lưới là nó như vậy. Bây giờ mình rút máy ra, mình cắm điện lưới vào lọc, rồi mình cắm máy sang lọc, coi như là đã được lọc điện thì máy trở xuống trạng thái còn 3.6 cùng với một trạng thái của máy anh em nhé. Anh em đo máy là phải để nguyên máy ở một trạng thái, sau đó anh em đo thì con lọc này tương đối hiệu quả, vừa 12 lỗ cắm đấy, tương đối hiệu quả. Anh em có nhu cầu thì triển khai con lọc này. Xin cảm ơn anh em. Anh em có thể mua máy đo test nhiễu lọc điện, em cũng có bán anh em nhá. Xin cảm ơn.